Rồi, xin chào các bạn nha. Sáng nay mình giao lưu cho các bạn một cặp mai giao rin giăng long. Rồi đây là cây số 1 trong video nha. Cây số 1 này nó có chiều cao mình đo được là 55, bề rộng là 60, hoành 13. Đấy, cây gốc đớ này anh em, thoát thân này đi lên rất đẹp nha. Cây đầy đủ tay cành 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi cái này mình hãm ngọn nha anh em, mình mới bấm các cái hãm ngọn lại. Cây giăng long rất đẹp nha. Cây chuẩn dáng mà tay cành không có bị lao lét gì hết. Đó. Cái này là cây dòng lộc đỏ thường nha anh em. Này lộc non này. Đỏ thường. Không có phải là quyết long nha. Đó. Hoa rất đẹp nha anh em. Đẹp hơn dòng quyết long luôn. Đó. Rồi, mình chuyển qua cây số 2. Cây số 2 này nãy mình đo được là 70, chiều cao bờ ngang là 60. Hoành cũng ngang cây kia mà có củ đớ đẹp hơn. Củ đớ đẹp hơn, nhưng mà mình bán combo cặp này luôn là mình sẽ đỡ giá rẻ cho anh em dỡ mua. Đó, dỡ mua đúng con cặp mình có giá rẻ mình chơi đỡ nôm cao này anh em. Đó. Cây đầy đủ các chi cành rồi đúng điểm dương, đường cua đẹp 1 2 3 4 5 6, 6 tay vào một ngọn, tất cả các tay là đều đúng điểm dương hết nha anh em. Đó. Thân rất là đẹp này, cho anh em xem cái phần gốc đớ này. Đó. Rồi thì hai cây mai này á thì Trịnh giao lưu cho anh em á, giá tại vườn là 800 ngàn là một cặp nha anh em. Đó. Vị trí có 400.000 một cây thôi. À, các bạn đã sở hữu được hai cây mai giáo hương rin già giăng long rất là đẹp, phom lùng. Đó, để mua và mình nuôi sưu tầm hoa mình chơi nha anh em. Mấy cái này là ươm từ hạt lên nha, gốc đỡ đẹp hết. Đấy. Giá chỉ có 800.000 là một cặp thôi anh em. Không phải một cây là 800 đâu. Rồi, anh em nào thiện chí giao lưu, liên hệ số điện thoại mình là 0849020790 để sở hữu cặp mai giáo hương rin này nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo.